Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dùng cái nguyên lý hai bình thông nhau để thay nước cho bể cá. Thì như các bạn cũng đã biết đấy, thì cái nguyên lý của hai bình thông nhau tức là từ bình cao sẽ chảy xuống bình thấp, tức là nước lúc nào cũng từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp, hay còn gọi là nước chảy chỗ trũng ấy. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái nguyên lý này để thay nước cho cái hồ cá nhỏ của mình đây, bể cá nhỏ. Mình sẽ dùng cái sợi dây tiêu này, không cần dùng bơm, không cần dùng hút, mà mình sẽ ứng dụng cái nguyên lý của hai bình thông nhau. Mình sẽ làm cho bình cao này với bình thấp kia là cái chậu kia để nó sẽ thông với nhau bằng cách là cho nước đầy vào cái ống này, sau đó cho nó thông với nhau, tức là nước lúc nào cũng liền mạch trong cái ống này, không bị ngắt quãng bởi không khí. Đây, bây giờ mình cho nước vào ống tiêu, cho đầy nước vào ống tiêu. Đây, sau khi nước đầy thì mình hai đầu ống này nó ngang nhau, để bằng nhau, nó ngang nhau. Mình bóp hai đầu ống lại. Bóp hai đầu ống lại. Sau đó mình cho nó vào bình. Đấy, xong mình thả đồng thời ra là nước nó sẽ chảy xuống từ chỗ cao để chỗ thấp. Đấy, không cần dùng bơm, không cần dùng hút, tự nó chảy. Khi nào cái chậu kia đầy thì ta thay chậu khác. Cái ống này cũng to, thay rất nhanh, đỡ phải bê cái bể này đi để thay. Cả cái bể to của mình kia cũng thế, mình toàn dùng phương pháp này để thay. Khi chậu nước gần đầy, mình chỉ cần nhấc cái đầu ống này lên, ngắt mạch nước. Đây là tự nó ngắt, nó không chảy nữa. Đây, ngừng lại. Đấy, rất đơn giản đúng không các bạn? Áp dụng cho bể to rất là hiệu quả, đỡ mất công sức. Rồi, đây là phương pháp của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.